Xin biết chào quý vị và các bạn. Ước mơ để có được sức mạnh siêu nhiên là khát khao của rất nhiều người. Nhưng câu hỏi đặt ra là định nghĩa về sức mạnh siêu nhiên là gì? Nó có thật không? Và làm sao để đạt được điều đó? Một số người hy sinh thời gian và tiền bạc. Một số hy sinh niềm đam mê và sở thích của họ. Và cũng có những người khác đưa sự khát khao của họ lên tầm cao mới. Một số thậm chí còn có thể coi họ là kẻ biến thái về nhân cách. Lịch sử đầy rẫy những câu chuyện về những người sẵn sàng đạt được sức mạnh siêu nhiên bằng bất cứ giá nào và cảm thấy họ có quyền được lạm dụng sức mạnh của mình theo cách mà họ cho là cần thiết. Một trong số đó là Ahmed Shirazi, pháp sư giết người hàng loạt, kẻ đã lấy đi mạng sống của 42 phụ nữ trẻ trong hành trình tìm kiếm sự vĩ đại của mình. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về vụ án trong video này nhé. Ahmed Shirazi sinh ngày 10 tháng 1 năm 1949 tại Bắc Sumatra, Indonesia. Anh ta làm nghề chăn nuôi gia súc và là một dukun, một thuật ngữ của người Indonesia để chỉ một pháp sư được cho là có sức mạnh siêu nhiên. Shirazi là một đứa trẻ nổi loạn và khó chịu, không bao giờ dễ dàng kết bạn với bất kỳ ai. Anh ta bỏ nhà đi năm 19 tuổi và bị bỏ tù 10 năm vì hành vi bạo lực. Trước khi trở thành thầy phù thủy khét tiếng, anh ta làm công việc chăn nuôi gia súc nhưng không hài lòng với công việc của mình. Anh ta trở nên bồn chồn và bắt đầu thực hành phép thuật. Hắn có 3 người vợ và tất cả họ đều là anh em ruột. Ở Indonesia, người dân thường tin vào ma thuật và những điều huyền bí, đặc biệt là ở các vùng nông thôn kém phát triển với trình độ học vấn thấp. Có một niềm tin mạnh mẽ vào ma thuật đen, đến nỗi những người bị buộc tội thực hành nó đã bị xử tử. Một giấc mơ kỳ lạ. Ngay trước khi bắt đầu giết người, Shirazi nói rằng người cha đã khuất của anh ta đã xuất hiện trong giấc mơ của anh ta và bảo con trai mình trở thành một người chữa bệnh thần bí để có thêm sức mạnh. Để đạt được điều này, Shirazi đã phải uống nước bọt của 70 phụ nữ trẻ đã chết. Anh ta tin rằng không có cách nào khác để anh ta trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ mất quá nhiều thời gian để tìm thấy 70 cô gái trẻ đã chết. Vì vậy, anh ta đã tạo ra một con đường tắt khủng khiếp để đạt được mục tiêu của mình vào năm 1987. Anh ta bắt đầu sát hại những người phụ nữ trẻ. Vụ án mạng đầu tiên. Đó là vào năm 1987, thời điểm mà phụ nữ Indonesia tin rằng dukun có thể khiến họ xinh đẹp hơn và mang lại nhiều của cải hơn cho họ. Một ngày nọ, một người phụ nữ tìm đến dukun Shirazi để được giúp đỡ trở nên giàu có và xinh đẹp. Anh ta bảo cô đi bộ qua cánh đồng mía gần nhà. Shirazi nói rằng anh ấy phải thực hiện các nghi lễ trên cánh đồng. Trong khi dắt người phụ nữ đi ra cánh đồng, anh ta dẫn cô đến một cái hố. Anh bảo cô đứng trong hố. Cái hố sâu đến vai cô. Ahmed bắt đầu lấp lỗ, khiến cô không thể di chuyển. Cô ấy lo lắng và hỏi anh ấy khi nào cô ấy có thể ra khỏi lỗ. Đáng buồn thay, cô ấy sẽ không rời khỏi cái lỗ khi còn sống. Ngay sau khi gài bẫy cô, Shirazi đã siết cổ cô bằng một sợi dây cáp, giết chết cô tại chỗ. Sau khi siết cổ cô, Shirazi hứng nước bọt đang chảy từ miệng cô và uống cạn. Anh ta lột trần người phụ nữ và chôn cất cô ta, kết thúc hành động tàn ác bằng cách đảm bảo rằng đầu của cô ta hướng về phía nhà anh ta. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đây. Đây chỉ là khởi đầu của những sự cố khủng khiếp. Shirazi khao khát quyền lực. Hắn phải giết thêm 69 phụ nữ cho mục đích xấu xa của mình. Nhiều gái mại dâm bắt đầu tìm đến anh ta để thu hút nhiều đàn ông hơn, tin rằng điều đó sẽ nâng cao sự giàu có của họ. Shirazi nghĩ rằng việc giết gái mại dâm sẽ ít nguy hiểm hơn, vì họ không có mối liên hệ nào với gia đình và sẽ không ai hỏi về sự biến mất của họ. Và chuỗi giết người. Theo niềm tin méo mó của mình,
Suraji cần 70 phụ nữ để giết. Anh ta không thể giết mọi phụ nữ đến với anh ta. Anh phải thận trọng và chọn lọc, nhưng không có gì có thể ngăn cản anh ta đạt được mục tiêu của mình. Anh ta bắt đầu giết hết người này đến người khác và không ai để ý. Những người phụ nữ sẽ đến gặp anh để xin lời khuyên, và Suraji sẽ dẫn họ đến cánh đồng mía để thực hiện nghi lễ. Những người phụ nữ đáng thương không biết rằng anh ta đang đào mộ chôn họ. Sau khi dẫn họ đến lỗ, cái gọi là đu côn quấn dây quanh cổ họ và lấy đi mạng sống của họ. Nhưng cho dù kẻ giết người có mạnh mẽ và xảo quyệt đến đâu, rồi cũng sẽ có lúc chúng sơ hở và bị phát hiện. Điều tương tự cũng xảy ra với Ahmed Suraji. Anh ta nghĩ rằng anh ta có thể tiếp tục các cuộc tấn công của mình mà không ai nhận ra. Nhưng một người đàn ông đã nhìn thấy xác chết đang phân hủy của cô gái 21 tuổi khi đi ngang qua ruộng mía. Cô được xác định là Sri Kamala Dewi. Cô rời nhà 3 ngày trước đó để tìm bánh mì và bơ cho gia đình. Khi điều tra, một người lái xe kéo đã làm chứng rằng anh ta đã đánh rơi Sri Kamala Dewi trước nhà của Suraji. Cảnh sát ngay lập tức tiếp cận nhà Suraji. Và sau khi hoàn thành một cuộc khám xét toàn diện, họ tìm thấy túi sách, quần áo và vòng tay của Dewi. Suraji bị bắt vào ngày 27 tháng 4 năm 1997 và bị buộc tội giết 42 phụ nữ trẻ. Lúc đầu, Suraji phủ nhận lời buộc tội, nhưng khi cuộc điều tra được tăng cường, anh ta bắt đầu thú nhận. Nhóm điều tra gặp khó khăn trong việc lấy xác của tất cả 42 phụ nữ. Vì vậy, họ đã điều động máy ủi đến để đẩy nhanh quá trình khai quật. Chuyên gia pháp y Andres Satio nói rằng đó chỉ còn lại những xương và hộp sọ, ngoại trừ 5 thi thể. Trong số 5 thi thể này có Sri Kamala Dewi và 4 thi thể khác vẫn chưa được xác định danh tính. Satio nói với giới truyền thông rằng cách duy nhất để xác định danh tính của nạn nhân là thông qua quy trình DNA. Nhưng vào thời điểm đó, họ không đủ mẫu để làm điều đó. Cảnh sát nghi ngờ rằng các nạn nhân có thể đã quá xấu hổ khi nói với gia đình rằng họ đã đi tìm kiếm sự giúp đỡ của thầy phù thủy. Vì vậy, vụ mất tích của họ không liên quan đến anh ta. Nhiều nạn nhân là gái mại dâm. Sau khi phát hiện 40 thi thể, cảnh sát yêu cầu người dân trình báo gia đình nữ sinh mất tích. Khoảng 80 gia đình trong khu vực đã báo cáo người thân mất tích. Vì vậy, có thể Ahmed Suraji đã giết nhiều phụ nữ hơn nữa. Trả giá, Ahmed Suraji bị đưa ra xét xử vào tháng 12 năm 1997. Vào ngày 11 tháng 12, anh ta phải đối mặt với một nhóm công tố viên giận dữ đang tìm kiếm án tử hình cho anh ta. Vì không xác định được danh tính các nạn nhân, nên nhóm công tố gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bằng chứng buộc tội Suraji. Phải mất 7 tháng để thu thập bằng chứng và sắp xếp các nhân chứng. Phiên tòa phần lớn bị ảnh hưởng bởi dư luận xã hội. Mọi người đã thể hiện sự căm ghét mạnh mẽ đối với Suraji. Mọi người tụ tập bên ngoài tòa án và hét lên: "Hãy để chúng tôi giết anh ta." Vào ngày 27 tháng 4 năm 1998, sau một phiên tòa kéo dài 4 tháng, anh ta bị kết tội giết 42 phụ nữ. Suraji bị kết án tử hình cùng với vợ của anh ta, Tumini. Tòa án phát hiện ra rằng cô ấy đã cố tình giúp đỡ Suraji trong vụ giết người. Sau đó, bản án của cô được đổi thành tù chung thân. Và cuối cùng, ngày 10 tháng 7 năm 2008, Ahmed Suraji cuối cùng đã bị xử tử vì tội ác của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo.